Cho anh chị mình ngắm nhìn sơ sơ xung quanh một căn nhà vườn Phải nói là đẹp cực kỳ luôn anh chị đó. Cái gì mà mình đẹp quá mà mình Từ ban đầu mà mình đã vô cái đẹp đầu tiên thì Nó không có sự hấp dẫn nha anh chị nha đó. Bên đây là bông súng ha Và đây là lối đường đi Hai bên trồng mùa giờ cực kỳ đẹp Và một khung vườn Vườn thì chút xíu nữa em sẽ nói vào video cho anh chị xem và cho anh chị mình xem cái nét đẹp quê hương cái đi anh chị á à, phải nói là một cái nét đẹp quê hương ha à, bông súng nè bông súng này thì bông súng Đà Lạt nha anh chị nha nói về mà mình nấu một cái lẩu mắm ha đó làm một cái lẩu mắm có bông súng ha à, kẹo nèo rồi đó anh chị thì phải nói là tuyệt vời luôn ha đó. đây bây giờ bắt đầu uh, vô vấn đề chính anh chị đó. Có cái uh, 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 Cái xuồng để cái mông tương đó tưới nước tự động luôn ha Đây. Uh, Thì uh, anh chị mình sẽ uh, chắc là có thể nhận ra không ít không nhiều là biết uh, thành đạt đang ở đâu ha Tại vì em có viết một cái uh, uh, tay ở trên cái kênh em rồi anh chị uh. <laughs> Thì hôm nay Thành Đạt đang có mặt ở tại ấp Phú Hòa B, xã Phú Tâm, huyện Châu Thành, à, tỉnh Sóc Trăng anh chị Ghi view à, một cái căn nhà vườn cực kỳ đẹp luôn Đây Đây anh chị Không chê vào đâu được ha Nhưng mà cái này chắc là hơi chá nắng không ta Đây. Thì cho anh chị mình xem sơ sơ cái đi cho à, so... à, cái điểm nhấn cái đi rồi à em nói chi tiết ha thì cái căn nhà vườn này là em quay chính chủ luôn anh chị đó em quay chính chủ luôn ha thì em để cái số điện thoại của là chị bình đó và chị bình này là kế toán của anh chị gia chủ căn nhà vườn này nha thì anh chị mình cứ liên hệ trực tiếp với lại chị bình đó chị bình là kế toán của anh vợ chồng anh gia chủ này thì chị bình sẽ trực tiếp đàm phán thương lượng giá cả với cô chú anh chị và các bạn nha. Và em Thành Đạt chuyên nhận review tất cả bất động sản ở các tỉnh miền Tây. xin chào anh chị và cô chú quý đầu tư các bạn thân mến gần xa ha. Thì hôm nay em review cái căn nhà vườn này nè anh chị. với tổng diện tích đó là 20335,9 m2 anh chị. và cái à căn nhà vườn này của mình nè hiện tại là có 3 sổ nha một sổ là 500,2 mét vuông là cây lâu năm và một sổ là 17.279,2 mét vuông là lúa nước rồi đó là một sổ thứ ba là 2.556,5 mét vuông là lúa nước và căn nhà vườn này của mình thì quay thuộc về là hướng chánh đông luôn nha anh chị nha hướng chánh đông luôn thì như em chết quy hoạch ha À, cái vị trí ngay vị trí này nè là mình được lên đó là 50 mét thổ cư à, phía trước nè thì à, trừ hành lang lối giới các anh chị mình đo vô đo thẳng vô 50 mét là mình được lên thổ cư như cái vị trí căn nhà đó và phía sau ha của cái anh gia chủ này thì à, mình lên được thổ cư là bình thường luôn đó. rồi phía sau á thì anh chị mình lên được cây lâu năm từ 50 mét đầu nha 50 mét đầu trở về sau là anh chị mình lên được là À, chuyển đổi mục đích lên là thành đất trồng cây lâu năm. Đó. Thì nếu anh chị mình có nhu cầu thì cái anh gia chủ này, anh sẽ hỗ trợ cho mình nha anh chị ha. Bây giờ anh chị mình nán đợi em nha. Em nói về tất cả các hướng đường đi, rồi sau đó em uh, review uh, chi tiết cụ thể của cái uh, căn nhà vườn này luôn cho anh chị mình uh, xem cận cảnh đó. để anh chị mình khi mà xem xong nha, đúng nhu cầu của mình á, cái là anh chị mình điện cái là vào việc luôn anh chị. <laughs> đây ở trong nhà mình đi ra thì mình đi theo cái đường đan 4m nè đường ô tô nè anh chị mình đi thẳng hướng này thì mình đi khoảng một cây số ha mình sẽ gặp cái cầu à, cái cầu này gọi là cầu à, cầu Na -A Tưng mình qua cái cầu đó là mình à, có cái đường nhựa đó thì cái đường nhựa đó hiện tại luôn nha anh chị hiện tại là đang nâng cấp à, đang nâng cấp và nới rộng đường à, trở thành đó là đường cao tốc qua bên trần đề đó, thì à, cái đường đó qua bên à, cao tốc bên trần đề thì anh chị mình có thể đi về bạc liêu, à, đi về cà mau luôn. đó thì mình đi à, cái hướng này nha anh chị nha. Còn cái hướng ngược lại mà sau lưng thành đạt đang đứng nè. Đây. À, thì hồi nãy em đi hướng này vô. À. Cái hướng này anh chị mình đi theo cái cái đường đây nè, mình đi à, khoảng tầm chừng 3 km nè, à. thì à, mình à, à, mình sẽ ra đường à, cái đường lớn hơn. À, cái đường lớn hơn đường Đan, nó cũng là đường Đan nhưng mà sẽ lớn hơn nữa. Rồi mình đi thêm 2 km nữa là tổng cộng là 5 km là mình sẽ ra đến quốc lộ 1A luôn. Đó mình đi đúng hướng này ha. Hướng này là mình ra 5 km làm ra tới quốc lộ 1A nè. Thì ra à, đến quốc lộ 1A ha, anh chị mình à, sẽ có thị trấn à, Châu Thành. Thị trấn Châu Thành là 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 cách vị trí nhà mình là 5 km luôn á, ra tới quốc lộ là tới à, thị trấn Châu Thành đó anh chị. Còn nếu ở đây mà anh chị mình à, đi à, về tới à, trung tâm, à, trung tâm à, thành phố của sóc trăng ha, trung tâm thành phố của sóc trăng giao quốc lộ 1A mình ghé tay phải á, là mình đi 14 cây số. À, anh chị mình mà muốn à, muốn ra à, giống như là mình đi à, các cái tiện ích gần xung quanh mình ha, thì mình đi cái ra cái hướng này nè, ra cầu Na Tưng nè, Đó, thì mình đi ra đây, mình ra đây á là mình à, sẽ rẽ à, à, tay trái trên đường nhựa đó, mình đi à, từ vị trí nhà mình đi 3 km, mình sẽ gặp cái thị trấn, à, thị trấn cái sách và ở đó sẽ có là chợ cái sách nha <laughs> à, có chợ cái sách em nhớ có một lần á là em quay ở bên hậu giang anh chị có cái đường á là được cái sách thì em mới nói là cái sách của hậu giang chứ không phải là sóc trăng nhưng mà rất may mắn á là được cái anh chị chủ này nè. xem trên cái kênh của em ha thì cũng nói chung là cũng ưng ý với cái cách làm việc bên thành đạt đó thì anh chị mới gọi xuống review hai cái căn nhà vườn này cho anh chị và có thể là review thêm cho anh chị là một hai căn ở ngoài mặt tiền nữa cho thuê hoặc là bán luôn rồi Bây giờ em sẽ nói về mặt tiền cho anh chị mình xem. Từ vị trí cái hàng gào mình xây nè anh chị. Từ bên đây ha. Đó, mình sang vào tới bên đây. Thì mình có cái mặt tiền là 13 m phẩy 20. Đó, rồi cái cạnh bên đây nè. cạnh bên đây chạy dài vô. Là 37 m 97. Rồi cái cạnh bên đây ha. Cái cạnh bên đây là vô là 37 m 90. Đó, sau đó nở ra. Thì chút xíu nữa em sẽ cho anh chị mình xem. Đó, cho anh chị mình xem là cái cái mà em lấy từ cái sơ đồ sổ anh chị em vẽ ra có một cái bản vẽ em cầm trên tay nè thì chút xíu đi bây giờ em đi tới đâu em review tới đó cho anh chị mình xem rồi em cho anh chị mình xem cái bản vẽ thực tế luôn thì những cái cọng dây cáp mà ảnh đang dăng này nè thì nữa ảnh sẽ làm cho anh chị mình một cái dàn đèn giống như ở trước nhà mình đó rồi với lại làm ảnh làm cho anh chị mình thêm một cái cái dàn nho nữa đó giá cực kỳ tốt cho cái khu đất vườn này anh chị. À, à, hiện tại trên đất vườn mình á, là có 1.000 gốc dừa luôn. À, 1.000 gốc dừa sim xanh. Sim à, xanh thì ảnh nói là ở đây là không có trồng sim Mã lai giống như ở trên tiền giang. Tại vì sim xanh á, anh chị mình ăn được lâu và dài. À, cái tuổi thọ nó rất là ok. Thì à, ở trên à, đất mình có sẵn 1.000 gốc nha anh chị nha. À, một số nhãn, nè rồi khóm, nói chung là lặt giặt thêm một ít nữa. Thì chút xíu em thấy gì em review cho anh chị xem ha. Đó thì mình vô tới đây nè anh chị mình vô tới đây ha từ ở ngoài cổng ha đó, từ ngoài cổng nè từ ngoài cổng ha mình chạy dài vô tới đây thì cái cảnh bên đây ha là 37 m chín cái từ gốc này, này anh chị đó mình nở ra mấy kia mình nở ra mấy kia là 26 m 55 đó. 26 m 55 là mình qua tới đây Nói chung là xung quanh của cái cái miếng đất này của mình này anh chị thì anh gia chủ này ảnh cầm trụ sàn bê tông ha cầm trụ sàn bê tông giáp vòng luôn và kéo lưới b 40 cao khoảng tầm một mét rưỡi anh chị đó. đây qua tới đây nè có cái góc này anh chị thấy không đó. qua tới đây ha và 26 mươi sáu m năm mươi rồi ngay từ ngay vị trí góc này nè mình thẳng ra phía sau luôn thì cái lần bên đây là một lần thẳng duy nhất ha mình thẳng ra phía sau là 151 trăm năm mươi m phẩy mười hai lần thẳng bên đây luôn thì à, bên đây thì như à, thành đạt thấy nè ảnh có ghim xuống trồng một số cao nè đó. số cao này nữa lớn lên rất là đẹp ha à, cái ao rau à, muống nè rồi đu đủ nè rồi à, bên đây thì đang cho mô trồng à, à, vú sữa đó. và ở dưới này thì nuôi cá khá là nhiều nè anh chị đó. nuôi cá hình như cá này cá cá hường hay cá đu hồng gì á anh thấy đỏ đỏ đó, anh chị thấy không ảnh à, là thiết kế rồi nha thiết kế một cái căn nhà để mà ở nghỉ ngơi phía sau một căn nhà tiền chế đó thì anh làm để cho người làm vườn nghỉ ngơi và ở lại đó đi co là có chỗ ở cho anh chị mà làm vườn á ở lại luôn chẳng những ở dưới nuôi cá mà còn xây thêm một cái hồ cá bên trên nè anh chị anh chị mình à, à nói chung thì à... mình phải xem không phải là em ép anh chị mình xem ha nhưng mà anh chị mình à xem đó cái vấn đề mua hay không mua á thì anh chị mình à, xem hết rồi mình tính toán lại sau với lại coi đúng nhu cầu của mình hay không nhưng mình xem hết mình coi à, những cái vị trí và những cái nét đẹp riêng à, của mỗi từng khu vực bất động sản ha đây cá này anh chị đó, trên này thì ảnh nuôi à, cá này giống cá coi quá ta mà dạng cá coi thường á anh chị thôi nó nó lội đàn 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 anh chị làm cái hồ cá này khá là dài ở bên đây thì có à, à, vàng lọc đồ các thứ nè ha rồi như dưới, dưới này thì trời ơi, nó lội bậy bày luôn rồi bây giờ em gãi thức ăn gãi thức ăn cho anh chị em xem nha đây. Ồ, quá là đã luôn vậy. Ồ. ôi cá lóc đồng hả anh Trời ơi ờ, cho anh chị mình xem con cá lóc đồng nè à, con cá này phải cỡ một ký á trời ơi <laughs> đã thiệt à, cắm cầu hả anh à, quá ngon à, chào chú bán đi con chào cô à, bữa nay con đi tới đâu rồi rồi à, giữ vậy ta đi theo ba giữ ha nghỉ hè xong chinh chiến dữ quá à, thì ở bên hông mình á là anh chải cái thảm này là thảm cỏ ấy nha anh chị còn phía sau thì mới là à, bông mùi giờ à, là phía sau là hoa đồ này kia là thiệt hết ha đây này thì à, à, cửa nè cửa sổ với cửa chính của cái nhà này thì ảnh xài là à, nhôm xin pha nhôm xịn ha và ốp gạch Đó, lên tới trận là Phong luôn và gạch này là gạch à, giả gỗ nè anh chị giả gỗ ha đây giờ cho anh chị mình xem vào bên trong căn nhà đây đây là bên trong căn nhà của mình anh chị ảnh thiết kế đẹp lắm nói chung đơn giản mà đẹp anh chị đây thì có sofa ngồi nè thì như trên video anh chị mình thấy ha từ cửa sổ cho đến cửa chính đều là nhôm sinh pha nhôm tốt ha và có game. Đó. có gèm cửa sổ và gèm cửa chính luôn anh chị Đó, giờ để mở cái đèn lên cho nó sáng cái ha cho nó đủ cái ánh sáng cái cho anh chị mình dễ nhìn Đó, đây ở đây thì có điện có nước đầy đủ anh chị có wi-fi và có ảnh gắn sẵn camera giám sát an ninh ha có sẵn hết nha anh chị nha và đây là bàn ăn nè bàn ăn 8 ghế nói chung co hai kiểu cũng đơn giản hơn chị nhưng mà nhìn vô thì nó ẩn chứa sâu sắc lắm đây đây là một cái phòng ngủ để cho gia đình mình mà nghỉ ngơi nè đó thì đây phòng rất là rộng luôn bếp nấu ăn à, đây bếp nấu ăn nè anh chị bếp nấu ăn ở đây ha và à, tới cái cửa toilet mà anh cũng làm bằng nhôm a à, asin pha luôn anh chị Đó, à, đây toilet ha phía sau này rồi chừa khoảng trống nè để cho anh chị mình à, mua mốt có tiệc tùng vậy á mình ra đây nè mình làm mồi <laughs> làm mồi ra đây nó gọn gã anh chị phía sau thì đây đó là một cái căn nhà tiền chế ha để mà anh để cho anh chị mà làm vườn ngủ lại cho giường rồi bây giờ thành đạt mời anh chị mình đi với thành đạt một vòng ha đi một vòng ra bên phía sau à, vườn của ảnh anh chị thôi bây giờ trước khi mình đi xung quanh cái căn cái cái cái, cái vườn dừa anh chị thì anh chị mình à, à, xem một đoạn ở trên bà lai cam em quay đi ha Rồi sau đó em à, chỉ chi tiết à, khuyết cạnh ha Đây là cái vị trí mà em bay lai cam từ ở trong nhà bay ga nè anh chị đó, Thì à, bay ra xong rồi em sẽ bay lên Em bay xung quanh đó, giáp dòng cái khu đất này Để anh chị mình dễ hình dung ra đó, Cái khu đất này nó sẽ như thế nào cái vườn này thì luôn luôn lúc nào cũng có hai người anh chị Đó, có hai người để mà chăm sóc vườn nên cái vườn này cực kỳ sạch Đó, cực kỳ sạch luôn không chẳng những là dừa anh chị nhưng cái chủ lực nha nếu chủ lực tính chủ lực cho cái mảnh vườn này là dừa dừa và chuối sáp thì sen lẫn ở trong những cái cây dừa nè còn rất nhiều loại cây ăn trái khác. Chẳng hạn như là nhãn nè, sapo nè. Rồi à uh, sữa anh chị. Chanh, tắc. Nói chung là ảnh trồng uh, sen lấn vô á rất là nhiều luôn, rất là nhiều loại cây ăn trái. Và ở đây thì em sẽ review uh, xung quanh. Do là cái miếng đất này tới 20 ba 30 uh, 5,9 mét vuông là anh chị thì phải view xung quanh, à, xung quanh mình thì đất ruộng, đất ruộng của người ta làm lúa đó anh chị. Đó. Thì như cái góc mấy hôm này góc cái màn hình anh chị mình xem á là một chiều dài đi thẳng vô rồi nó đâm xéo vô nhẹ một xíu khoảng tầm chừng một mét mấy. Nhưng lúc ban đầu em video em ở nói là đi dọc một đường thẳng, tại em cộng cái đó là thành một đường thẳng luôn anh chị ha phía trước mình bên cái chỗ mà đá ra cái chữ L á thì một căn nhà khác và một cái miếng vườn chanh thì cái anh chủ này ảnh thương lượng anh mua luôn nhưng mà người ta không có bán anh chị nên thật ra mà nếu mà bán á thì ảnh mua luôn để cho vuông dứt luôn thì cái miếng này nó cực kỳ luôn nó cực kỳ đẹp cái khu vực ở đây thì nó rất gần đường nhựa anh chị mình đi khoảng tầm 1 km là mình ra tới đường nhựa và cái đường nhựa đó thì sau này mở đường cao tốc đi qua bên trần đề á thì cái vị trí này theo em nha theo cá nhân của em thì anh chị mấy các anh chị mà ở miền tây bây giờ ta hay làm một cái khung vườn nè chị à, khoảng tầm một mẫu hai mẫu ba mẫu cái làm một cái khu du lịch à, sinh thái ở trong đó à, vừa câu cá nè vừa bán quán nhậu à, rồi cà phê nói chung là có anh chị bên bánh tre là em thấy có hình thành và ở sóc trăng nha ở sóc trăng thì theo cái thông tin của anh gia chủ này anh cho biết á là cũng có một hai người làm và cũng là rất hiệu quả nhưng còn cái anh này á thì nói chung là anh muốn gần nhà hơn chút xíu tại cái miếng này hơi xa nhà ảnh thứ nhất là hơi xa nhà ảnh thì anh muốn nhượng lại một cái đam mê đó nhượng là một cái đam mê để cho anh chị mình mà cần một cái miếng đất rộng như thế này và có sẵn là thứ nhất là giống như là dừa nè và một số cây à, một số loại cây ăn trái sẵn á anh chị thì anh chị mình đây, đây thì cái điểm để quan tâm ha và như phía sau em quay lên á thì ra tới đây nó ngay cái miếng nhà nó lùi vô nói chung là cái góc ở bên trái trái màn hình anh chị xem nó đâm thẳng qua ha thì mình đá bên đây chỉ là L rất là rộng Còn hướng này nè Hướng mà em đang quay cái live cam qua nè Thì anh chị mình đi hướng này là em nói cái hướng mà một km mình ra Là tới lộ nhựa đó anh chị Và cái đường đó là đang nâng cấp cơ sở hạ tầng Nới rộng, nâng cấp và nới rộng đường Và cái đường đó trở thành đường cao tốc luôn anh chị ha Thì như hướng ngược lại Hướng ngược lại thì anh chị mình sẽ đi À, nó quẹo một mấy mấy cái cua đó, anh chị đó. thì mình đi ra quốc lộ 1 a đi ra quốc lộ một a anh chị như trên lai like cam thì anh chị mình sẽ thấy là khu dân cư ở đây đó. chưa hiện hữu lắm đó. thì phía trước mình là còn một có có một căn nhà và bên tay trái mình cũng có nhà nè thì anh chị mình cũng thấy ha là nhà thì ga xích đằng kia thì mới đông khu dân cư đó. bây giờ em quay ở phía trước ra phía sau cho anh chị mình nhìn thêm một lần cận cảnh từ trước ra lại phía sau rồi sau đó em sẽ quay vô chủ đề chính là em chỉ từ khía cạnh nên anh chị mình nán theo dõi giúp em nha như ở trên bờ lai like cam anh chị mình thấy ha một cái khung đất phải nói cực kỳ cực kỳ đẹp và có sẵn dừa và một số cây ăn trái khác đó nói chung là có người làm vườn anh chị thì sạch sẽ ha à, nhìn rất là mê luôn này à, cu của em giờ nó nó quậy mấy con cá nè con đừng có thò tay dưới nhau cho can hả à, nhưng mà con đừng có thò xuống chết 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 của bác nhung vô đi nắng lắm lấy nón đội lên chơi lấy nắng lấy nón đội lên con đó thì à, như à, ở đây ở đây thì trồng à, một à, mới sen nữa nè anh chị đó. À. Đây Trồng mới sen ha Chuối Cái đất này em nghĩ chắc tốt lắm hay sao không? Mà vừa chuối đồ nó 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 xanh tốt um sùm á anh chị Đây Thì à, cái cạnh của mình ha Từ à, từ cái hàng gào nè Mình chạy vô cái cạnh bên đây Cạnh bên kia thì em nói rồi ha cái Cạnh bên đây thì mình vô á là 37m90 Đó à. rồi sau đó từ bên đây nè từ bên đây mình chạy dài qua bên kia luôn nó mình dài qua mấy bên kia là 54 m anh chị đó, 54 m ha giờ mình đi đường này được không anh được thì đi thôi mình đi một vòng ra giường cho anh chị xem cái bông cái 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 sen này mình ăn được phải không có cái ấy rồi kìa bông sen có bông à, ăn được đó, đó anh chị. Đây, bây giờ thì à, di chuyển từ từ. À, anh chị coi nè, à, nhãn ha, nhãn với dừa mà nó tốt đến nổi mà nó xanh ôm luôn. Đất ở đây là dạng như đất phù sa anh chị. đây mình đi vòng được ra à, phía sau luôn không anh vòng hết luôn hả chạy xe giáp vòng được nếu trời nắng không chứ trời mưa này thì chạy nó nó dính bánh dữ lắm ạ à. đây bên đây thì đoạn này anh cũng ghim anh trồng cao nè anh chị đó một hàng luôn một hàng cao yeah không mà em thấy như vậy là cũng sạch dữ lắm rồi chứ mấy cái, cái, nhà vườn khác thì không không được sạch gì đâu anh đó thì mình ra tới đây nè anh chị ha mình ra tới đây là 54 m phẩy tám từ góc cạnh này nè đó mình vô đây là 12 m năm rồi mình nở ra nữa nha anh chị nha nở ra nữa đó tới đây tới đây là 12 m năm rồi sau là từ đây ha mình ở dài qua mấy anh kia luôn là 100 Ê, em xin lỗi anh sợi 49m08 anh chị à, 49m08 còn 100 mấy mét là là chiều dài cuối cùng có xoài nữa anh xoài vú sữa nữa xoài vú sữa đa số em thấy dừa với nhãn là nhiều ha dừa này khoảng à, mấy năm nữa ăn trái được anh năm mấy nữa hả cái dừa sim xanh này á là một năm mấy nữa là mình thu hoạch nha anh chị Một ngàn gốc Trời ơi Một ngàn gốc này bẻ một lần à, Theo anh à, từng làm giường Thì anh nghĩ là khoảng bao nhiêu tiền ta Nhắm nhắm được không Chứ ở chợ anh em thấy có à, Có mấy công mà bẻ một lần cũng à, Chục mười mấy triệu á Đó, đó đây anh chị đây. Đó thì à ở dưới ao này nữa anh chị mình có thể nếu mà mình nuôi cá gì dưới ao ha Thì nữa anh chị mình về xây, à, xây tường luôn Bây giờ mình nuôi cá gì dưới anh? Nuôi cá này cá sạch gặn hả? Dù đếm nhưng mà cá đồng là nhiều lắm, Cái cá lóc đồng là nhiều lắm Cá lóc đồng là ở dưới nhiều lắm ha Ủa giờ hôm anh cấm câu là con cá ở dưới này luôn hả? Đúng rồi Tại sao cho... anh, anh không cấm ngoài mà anh cấm trong địa mình à như ở ngoài nhiều lắm. ví dụ như mình cắm ở ngoài chưa chắc nhiều dính cá đó nữa phải trong này phải không à trong này mình nuôi thì mới có gì phải không mình nói tiếng mình nuôi nhưng cá là cá đồng dạ à, dạ yeah. trời ơi đó anh chị ơi quá trời luôn nó mát anh chị mà ở uh, sóc trăng mình ha thành phố sóc trăng à, các cái thị trấn mà của thành phố á thì anh chị mình có à, quan tâm cái căn nhà vườn này nè anh chị mình à, liên hệ liền nha liên hệ liền với cái số điện thoại hotline 09 chín tám hai hai một một bốn hai mươi gặp chị Bình à, chị Bình là kế toán nha chị Bình là kế toán của à, anh chị gia chủ nhà vườn này nè thì chị Bình à, thay thế đại diện anh chị à, à, đàm phán trực tiếp về à, giá cả nè cũng như à, anh chị có nhu cầu lên thổ cư hay là chuyển đổi mục đích thành cây lâu năm thì như ban đầu video em có nói ha. Chuyển đổi mục đích thì phía sau mình lên cây lâu năm bình thường, phía trước thì 50 mét đầu, 50 mét đầu là mình được lên thổ cư nha. Quá trời mát, à, cái vườn của mình mà gặp thêm cái hàng dừa cạnh bên nữa, <laughs> nhìn nó chiêu chiêu làm sao. tính ra mà à, à 20.335,9 m 2 này á mà nuôi cá chắc chữ lắm cá như này ha trời cá gô mà bắt là 4 năm ký luôn hả nó, nó lóc lên ngay chân cái nhà luôn á nó lên lóc lên ngay chân cái nhà mình nãy hả ừ, trong lúc mưa là cá nó lên leo lên nhà tôi bắt 4 năm ký luôn á trời nó ơi <laughs> đã <vậy> trời <laughs> em thì sáng sáng là ở tiền giang em chạy qua đây nha chạy qua đây là bên uh, tiền giang nè bên vĩnh long nè mưa quá trời luôn không thấy đường chạy luôn em đang lo lắng rồi. khi qua đến đây á thì mưa quay không được nhưng mà qua đến đây là trời nắng chứ phải ngay trời mưa cho em bắt cá luôn á <laughs> ủa cái này bông gì ta bông gì trái lạ lạ không biết hả Rồi cái khúc này là hình như chưa làm cỏ này đúng không? Thì à, mình ra tới góc này nè anh chị ha. Mình ra tới góc này. Đó, là chiều dài nhất định luôn. À, từ hồi nãy giờ cái 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 đường mà em đi ha. Đây. Đó mình nhìn cái thấu anh chảnh luôn nè. Thì à, chiều dài nhất định này là 130 m phẩy 37. Đó. Còn cái cạnh đây anh chị. Cái cạnh hậu của mình nè. Cái hậu này của mình thì à, 100 đó 132 m 71. 132 m 1 ha. Thì bây giờ em xin mời anh chị mình quay trở lại à cái à, điểm xuất phát ban đầu của cái căn nhà vườn này, còn như xung quanh thì anh chị nhìn trên lây cam cũng rất là thực tế rồi. Đó, khúc này thì chưa làm cỏ nên em cũng không có đi được. Thì à, thì nói chung á thì bây giờ em sẽ về cái à, cái điểm xuất phát ha. Và em cho anh chị mình coi cái à, sơ đồ à, từ cái cái sổ á mà em vẽ ra. Đó. Cho anh chị mình ngắm nhìn xung quanh cái đó nè rồi đồng cái này mà lúa nó chín một cái ha nó đẹp dữ trời luôn mình nó vú sữa anh cái vườn mình nó sữa của người ta đó. thích biết luôn thì nãy em đi cái hướng nó vô đó anh chị mấy cầu trắng trắng á nãy em đi hướng đó ha đó. rồi bây giờ anh em, mà anh chị mình uh, theo qua uh, cái uh, màn hình của uh, cái camera của em uh, quay về uh, điểm xuất phát ban đầu nha anh chị nha rồi trở về uh... À, điểm xuất phát ban đầu anh chị à, thì trước mình có những cái kiển nè à, cây cây xanh ha cây xanh và bên kia là cái gốc khế tàu nha anh chị khóc à, khế tàu em nhìn cái lá nó em tưởng đâu uh, cái cây chùm ruột không à? à đây khế tàu nè à, cái trái đó, đó anh chị khế tàu ha rồi bây giờ em mời anh chị mình uh, xem uh, một cái bản vẽ tay ha cái bản vẽ tay mà thành đạt đã vẽ ra từ vị trí của cái cái sổ mình ha đây anh chị Đó. chỉnh cho cái điện thoại ngay cái Đó. thì ở đây mặt tiền của mình nè. à chỗ cái

Bây giờ em sẽ review ra uh, bên ra uh, phía sau của cái căn nhà tiền uh, tiền chế mà để uh, cái anh chị chủ này nè ảnh uh, xây dựng để mà cho mấy anh chị làm vườn nghỉ ngơi á uh, và ở lại Đó. Thì bây giờ em review đây cái nữa thì em kết thúc video anh chị Đó, phía sau này trồng bông hoa đẹp ghê có trồng một số mận với sòi nữa nè Đó. thì ở trên giường mình uh, là trồng uh, dừa sim đó dừa sim xanh với lại chuối uh, chuối sáp là chính ha hai cái đó là chính anh chị Rồi sen vô mớ can uh, trái khác đó. có một số can trái khác ha như nghe nhãn bên đó là có trái luôn đó anh chị thì cái chuối sáp này bán tiền dữ lắm nha chị đó. tốt hết biết luôn đây và đây là một cái căn nhà tiền chế phía sau nè đó. nhà tiền chế phía sau mà để uh, cho các anh chị uh, làm vườn nghỉ ngơi và ở lại ha trời ở đây nuôi cá gì nó ụt dữ vậy anh yeah. ở, hai cái cây mấy cái cây đu đủ, đủ sao hết thân luôn ở đúng là đây là phải nói là đúng là nhà vườn của à... miền quê hương luôn á anh chị ạ đây trời ơi trái nào trái đấy hết thân phía à. sau này thì có một cái ao đó, cái ao này nuôi uh, cá cha nữa nè anh chị còn mấy cái luống ao ngoài kia là nuôi cá đồng không cá sạch gần cá lóc cá rô đó, nói chung là một số cá đồng nha anh chị ha và anh chị mình uh, bên đó là cái đám rau uh, lan kiển nha anh chị rau uh, lan mà rau lan kiển nữa <laughs> rồi thì uh, uh, tổng diện tích của cái khu uh, nhà vườn này anh chị là 20 mươi 335,9 mét vuông đó thì à, đang có anh chị chủ này có giấy giá bán là hết luôn nha anh chị hết đất luôn Đã. để lại toàn bộ những gì dính trên video thì à, đang có với giá là 8 tỷ ha và giá này là giá còn thương lượng nhẹ ha. thương lượng nhẹ nha anh chị ha thì à, nếu mà tính mình tính nha hai mẫu đi anh chị hiện công 400 triệu mà cái này đâu tới 400 400 triệu đâu, tại còn 330 mấy mét vuông nữa mà. Thì anh chị lưu ý giúp em ha, cái này là em quay chính chủ nên anh chị mình trực tiếp với lại cái toán của anh chị gia chủ này là chị Bình ha, chị Bình em xin nhắc kỹ nha, chị Bình là kế toán của anh vợ chồng của anh gia chủ cái khu đất vườn này chứ không phải là anh em môi giới khác mà quay kêu em quay dịch vụ rồi rồi anh chị qua môi giới nha không có nha hay là kế toán nha anh chị do anh chị này làm công việc nhiều và khách hàng cũng nhiều nên không thể nào gọi và tư vấn nhiều quá anh chị đó nên để cho kế toán ha giao quyền lại cho kế toán ủy quyền đó. đó thì anh chị mình à đúng nhu cầu thì cứ gọi trực tiếp cho chị bình giúp em nha rồi em cũng xin đó là chúc anh vợ chồng anh gia chủ này sớm là À, đủ duyên à, để mình à, tìm được à, là anh chị chủ mới à, đúng cái nhu cầu à, đúng một cái đam mê nhà vườn để mình à, tiến tới à, triển khai nha anh chị nha và em muốn chúc anh chị à, mua nhanh bán nhanh à, thì à, em chúc tất cả cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe và à, luôn à, mua mai bán đắt ở à, mỗi lĩnh vực riêng à, của mình nha anh chị ha à, có cái đèn có cái đèn à, giống như đèn điện đường nha anh chị. À, thì à, em xin khép lại video ở đây nha anh chị ha Hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo Những cái sản phẩm mới mà bên Thành Đạt review à, Chính chủ và à, Bên em đứng ra bán cũng có nha anh chị ha Hả? Thì à, Em kết thúc video Xin chào anh chị mình ạ